Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh thông tin thêm, cơ quan chức năng cũng đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến hầm bãi gió sạt lở. Hầm bãi gió có địa chất rất phức tạp, đất đá trên núi đã bị phong hóa. Qua thời gian chịu mưa gió, đất đá đã không còn sự kết dính, rất rời rạc nên khi trùng tu thì thi nhau đổ xuống hầm. Nguyên nhân được xác định là do hầm bị thiên nhiên tàn phá chứ không phải do con người, ông Vinh nói. Hầm bãi gió thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, dài khoảng 900m, được pháp xây dựng cách đây hơn 90 năm. Đến năm 1936, hoàn thành đưa vào sử dụng, hầm đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Theo chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, đợt sạt lở đầu tiên vào chiều ngày 12 tháng 4, có khoảng 180 mét khối đất đá rơi xuống hầm. Đợt sạt lở thứ hai sáng 13 tháng 4, có khoảng 50 mét khối đất đá rơi xuống hầm. Lượng đất đá này cơ bản đã được công nhân thu dọn. Tuy nhiên, từ đêm 13 tháng 4 đến nay, Lượng lớn đất đá từ trên trần hầm đường sắt Bãi gió lại tiếp tục sạt lở. Ngày 13 tháng 4, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư dự án và các cơ quan trực thuộc huy động tối đa tất cả các nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố sạt lở hầm Bãi gió, khẩn trương thông tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, hiện nay các đơn vị liên quan gồm lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư đơn vị tư vấn giám sát thiết kế và các đơn vị liên quan vừa đưa ra phương án để xử lý dứt điểm sạt lở hầm đường sắt bãi gió qua đèo cả nối Phú Yên với Khánh Hòa. Theo dự kiến, khoảng 3 ngày nữa mới thông tuyến, nhưng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ cố gắng để thông tuyến sớm nhất, ông Vinh cho biết. Để khẳng trương khắc phục sự cố, chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh đã huy động hơn 200 công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc các loại đến khu vực sạt lở. Đơn vị thi công đã làm mái vòm bằng sắt đỡ mái hầm, để phòng đất đá sạt lở xuống máy móc, công nhân. Sau đó, xuyên ngày đêm, các mũi thi công căng mình thu dọn, xúc đất đá sạt lở vận chuyển ra ngoài. Một công nhân tham gia khắc phục sự cố cho biết, khó khăn lớn nhất là không gian trong hầm đường sắt chật hẹp, thiếu ánh sáng, đồng thời đất đá cứ rơi nên đang chờ giải pháp từ các kỹ sư có kinh nghiệm. Ông Trần Việt Tùng, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, ngay khi nhận được thông tin hầm đường sắt bãi gió sạt lở, đơn vị đã túc trực triển khai công tác điều tiết, bố trí ô tô vận chuyển hành khách qua điểm sạc lỡ, lo ăn uống chu toàn cho hành khách từ ga Ti Hòa Phú Yên đến ga giả Khánh Hòa và ngược lại. Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền văn bản có chữ ký của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ CTCS gửi chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ông Lê Minh Hoàng là người có khả năng cầu mưa. Tuy nhiên theo các chuyên gia khí tượng, việc lập đàn cầu mưa là hoàn toàn không có căn cứ. Về thông tin trên, ông Nguyễn Hoàng Điệp xác nhận là có ký văn bản để giới thiệu trường hợp ông Lê Minh Hoàng. Tuy nhiên ông cho rằng ông vẫn chưa kiểm chứng được khả năng của ông Hoàng có thật hay không ông nguyễn hoàng điệp cho biết tôi khẳng định là tôi chưa kiểm chứng được năng lực thật sự của anh hoàng tuy nhiên qua hai lần gặp gỡ anh hoàng có kể về quá khứ của anh điển hình như anh đưa ra thông tin là đã cầu mưa cho nhiều nơi và có kết quả có ý kiến của người dân công nhận tuy nhiên những thông tin này cũng không có xác nhận của chính quyền địa phương anh hoàng tự giới thiệu có khả năng cầu mưa nên tôi giới thiệu nếu anh này có khả năng cầu mưa thì đây là điều tốt cho người dân. Bên cạnh đó, chính ông Lê Minh Hoàng, người được cho rằng có khả năng cầu mưa khẳng định, tôi đã cầu mưa cho các tỉnh toàn quốc đã mấy mươi năm nay. Thường tôi đến nơi bị hạn hán xin gặp chính quyền và người dân nơi đó và cầu xin làm mưa. Sau khi cầu xin thì có mưa. Về việc xin lập đàn cầu mưa, một lãnh đạo chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh cho biết có nhận được văn bản nêu trên nhưng phía chi cục vẫn chưa phúc đáp. Theo một chuyên gia khí tượng thủy văn, việc lập đàn cầu mà có mưa là không có căn cứ. Có mưa hay không phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chứ không phải cầu là có. Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh quảng nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện tây giang nam giang bắc trà my để điều tra hành vi nhận hối lộ các bị can gồm lê kim vân nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tây giang nguyễn tấn lộc tránh văn phòng huyện ủy nam giang nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện nam giang và Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My, Nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Chí Phát và Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tin học Viễn thông Việt về tội đưa hối lộ và Nguyễn Đức Thuận, nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Lê Kim Vân, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, Thỏa thuận và nhận tiền của bị can Nguyễn Văn Quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, nhằm tạo điều kiện cho quốc trúng các gói thầu nêu trên. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. Như đã đưa tin tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có nhiều tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án dưới khung hình phạt, còn khối tài sản của bị cáo này đang được xác minh nguồn gốc ở một vụ án khác. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử cho biết, số tiền 35 tỷ đồng mà vợ chồng Trương Xuân Đức đưa cho ông Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử đánh giá số tiền này nhằm lo lót, vụ lợi nên cần tịch thu vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do vợ chồng Trương Xuân Đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này, vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng Trương Xuân Đức một phần số tiền là 15 tỷ đồng. Về phán quyết trả lại 15 tỷ đồng trong vụ đưa hối lộ, luật sư Nguyễn Việt Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức 15 tỷ đồng là một phần trong số tiền 35 tỷ đồng dùng để đưa cho ông Đỗ Hữu Ca là có căn cứ và đúng pháp luật được quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội đưa hối lộ. Cụ thể khoản 7 quy định người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Cạnh đó, khoản 6 điều 2 nghị quyết 03-2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn, chủ động khai báo trước khi bị phát giác là trường hợp hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ chưa bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác, nhưng người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ đã tự khai báo toàn bộ sự việc đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà mình thực hiện. Trong vụ án này, ngoài việc bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, vợ chồng Trương Xuân Đức còn bị xét xử về tội đưa hối lộ tuy nhiên khác với hành vi mua bán trái phép hóa đơn bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi đưa hối lộ được vợ chồng trương xuân đức tự nguyện khai báo toàn bộ sự việc số tiền đưa hối lộ mà mình thực hiện trước khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện nên thuộc trường hợp người hối lộ đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác do vậy hội đồng xét xử tuyên trả lại một phần số tiền dùng để đưa hối lộ là có căn cứ và đúng pháp luật Ngoài ra, việc hội đồng xét xử quyết định trả lại số tiền 15 tỷ đồng tạo điều kiện để vợ chồng Trương Xuân Đức nộp tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước, số tiền đã thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ cũng như có thêm tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt tại tòa án cấp phúc thẩm nếu vợ chồng Trương Xuân Đức có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trương Xuân Đức bị tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 9 năm